Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Với những nội dung mới về quan điểm, định hướng và giải pháp thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tin tưởng nghị quyết sẽ tạo dựng môi trường kinh doanh mới, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đón nhận nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân với sự hứng khởi và niềm tin tưởng và kỳ vọng. Theo các doanh nghiệp, nghị quyết không chỉ có những nội dung mới mà còn rất đúng, rất trúng mong đợi của giới doanh nhân và nhân dân cả nước. Với những chính sách được ban hành trong nghị quyết sẽ sớm đưa vào từ đi vào thực tế và giúp uh, có thể cải cách được về hành chính, về chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô và tạo một môi trường lành mạnh hơn trong kinh doanh để giúp doanh nghiệp có thể là yên tâm phát triển trong thời gian tới. Đồng hành cùng doanh nghiệp doanh nhân, những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương nghị quyết, cơ chế chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai sớm nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo sự thân thiện tin tưởng của doanh nghiệp và doanh nhân với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thanh Hóa sẽ tranh thủ nắm bắt những thời cơ vận hội mới, nghiên cứu và phát huy tinh thần của nghị quyết 41 vào đời sống, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cuộc sống cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước. Nghị quyết 41 của Bộ Anh Trị về vai trò doanh nhân, nâng tầm doanh nhân để doanh nhân có một cái động lực để phát triển. Nông doanh nhân chúng ta phải có một cái niềm tin. Đồng thời đó là ngày 5 tháng 1 thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 02 cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Thì đây là những bước đi đột phá mà tạo đà cho doanh nghiệp doanh nhân có một cái hướng đi để phát triển. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì như Thanh Hóa của chúng ta nói riêng và cả nước nói chung thì nó cũng rơi vào khoảng 95-96%. Thì đây là những cái đối tượng mà được rất nhiều các nghị quyết điều chỉnh và quan tâm, quan tâm để làm sao đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện để phát triển dần dần thành doanh nghiệp lớn, lớn mạnh hơn nữa. Trong nghị quyết 41, chủ yếu các vấn đề xây dựng được một cái đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân vững mạnh cả về mặt tầm vóc để làm sao vươn tầm ra được với các cái doanh nghiệp quốc tế. Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị với những nội dung mới trong quan điểm định hướng và giải pháp sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa tin tưởng Nghị quyết 41 sẽ sớm đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trở thành động lực mới để doanh nghiệp doanh nhân phát triển.